Cái này
chứ vợ chặt chặt cái kia các nhà cũng còn nhà ở không có bỏ nhà, chứ làm cái giáp thì cũng động lên chỗ nghỉ ngơi, chứ cũng như cái này để rồi cũng lấy đâu đánh lắm. Vậy là em ăn được hai phòng nhỏ. Anh nói là mời có tiền cho em đánh cửa, cho em dán nó lạnh cho nó ngăn phòng. Bây giờ cái lạnh thở lắm, bây giờ cái lạnh hiện tại nó chạy như tủ lạnh lên đó. Bây giờ nó năm sau bây giờ nó chạy nó tới bắt đầu nhé, bắt đầu chứ đừng có chạy nữa. Chạy chị biết là bắt tới giờ chị có sắm được thôi, vậy cứ là chị có sắm được thôi. Chị lạnh thì bắt ra nó ngay, trời tắm thì nó nóng lắm. Mà trời lạnh thì nó không mẹ ô, trời mưa á. Trời lạnh lắm, nó ngủ. Nó gắn thì nó làm cái trái, một cái trái nữa. Nó chạy lại mình ra nó ngủ. Còn trời lạnh nó mình chạy. Ừ. Nó ỉ, nó không có bệnh bạn, không có gì chứ. Nó thấy bệnh người mà cũng không. Chồng em nó kệ đi, nó giữ người nghe đi. Nó lại có cái gì thầy quân dụng, nó báo thằng Phú. Cái do hàng thì nó có cái nó giao hàng thì 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 nó giao h
chân, ví dụ nó là bây giờ thôi, ví dụ như bây giờ cái đồng mắt đi, thôi giờ là cứ đây ăn cách gì tôi nên bà, ăn. Bà, cái bà đó có về không, rẻ chị không, mà sao rẻ chị quá. Cái bà này nó về. Đi làm. Quật sao cũng như là đi giao đồ cho cái bà đó. Chụp đó là thường thường là ái lấy thùng, bà bỏ trên thân này, chụp đó, bà nói, bà có tiền ra, bà đưa cái thằng này. Thôi chụp bà nói luôn, tôi nghe chung cách nó bị chị. Cái thằng nó chẳng khu nước hai thùng ra, nó kêu tiền ra. Rồi lấy ra thằng tài nữa thì mà tối rồi bà con ăn mới cắt lên cho bà, rồi chụp đi ra xe về. Rồi nó chạy xuống chạy cho lại nó chị ơi, hãy đưa tiền cho em, mình chưa kịp lấy, nó trả lời với mình, nó nói là đưa rồi. Mất 5 triệu vậy nhỏ vậy, vợ chuyển cho biên lai thì có mà tiền không có mất 5 triệu. Nó nói là thằng này anh đi sinh tại nhà ở đâu mà mất 5 triệu rồi đó rồi. Nó nói là đó rồi, nó không có gì thì nó mới kể cho cái bà này nghe. Cho ai. Nó mới điện về cái kênh chỗ bà đó luôn. Bà đó nói là vợ ra. Rồi đi lệnh rồi nó hỏi con Thành ra, nó nói em ơi, đổi chị ra hồi nãy mà chị đưa tiền cho Thành chưa. Cái nó nghe, chồng em có lợi hỏi chị mà chị đưa rồi. Bị nói nó hỏi khéo vậy thôi, chứ nếu mà chị làm ra thì mất mối chứ không sao. Bốn năm triệu bạc mà mình là chị làm ăn cả đời mà. Rồi thôi, giờ 5 triệu đó. Mà tôi nghĩ về ta đổ thì nó ra cho nó thằng Thành thôi được không. Mà thường thường, đã bán. Ví dụ như bây giờ nó ví dụ như vậy thôi thử đi. Giao thì nó có là không thông, mà lấy nó là chung cấp cho nó bị chuyện. Thì tổng chung cấp thì chung cấp tiền cho tôi thôi. Mà đòi mà đã không. Rồi thằng này vợ vừa chuyển đi ra, có đi ai mà tiền có 5 triệu. Thì tôi chồng đi ra đưa tiền ra được 5 triệu rồi, tôi chồng đi ra rồi. Trời đất ơi, nó thôi, rồi bỏ cho con ơi. Tại 15 tháng. Nếu mà thường thường ra thường cái tin thì chưa không chắc lên thì ra chỉ tiền cho người ta đi rồi. Mà thằng người ta có cái lòng dù bi nó, nhưng nó chắc lên chứ. Ta nhờ mà. Ta nhờ mà, mình đi giao hàng cho người ta, người ta nhờ thì mình. Cái này là mình đẩy lên túi, mình chỉ được không có năng ơi. Con nhớ hả? Chị nhỏ gái hay kia nhỏ nhỏ không chị á, làm gì vậy? Thì nó đi bằng cái con tí á. Bự điểm là em con. Trời ơi, nó cũng tròn tròn. Năm nay nó 20 rồi. Còn nó nhỏ nó là nhà. Chị nói là già thì chị không biết nha. Chị phát ra là mở được đúng rồi. Mà làm bậy thì chị không chịu. Đó, ý là nó là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ mót nó bị giá trị là mấy cái máy bắt nó nhẹ. Cái bắt đầy nó nhẹ. Ừ. Mà xin tôi nhận cái xài gì đó. Và thứ hai, lúc này là điện đúng rồi, thì bác điện đúng rồi chứ. Rồi tôi trả được. Bây giờ là đưa xe ngồi đi. Ừ, đấy. Nó cứ quay tao tao mà chạy rồi. Bỏ được cái lá thôi á. Thôi thì bỏ được cái gì nè.